Sáng nay, ngày 9 tháng 12 theo giờ Việt Nam, đêm chung kết của Miss Universe năm 2019 đã được diễn ra tại Atlanta, Mỹ. Á hậu Hoàng Thùy đã hoàn thành xuất sắc những phần trình diễn của mình tại đêm chung kết và ghi tên mình vào top 20 chung cuộc. Khu vực Asia còn có đại diện của Philippines dừng chân ở top 20, đại diện Indonesia dừng chân ở top 10 và đại diện của Thái Lan dừng chân ở top 5. Chiến thắng chung cuộc thuộc về đại diện đến từ South Africa, người sẽ mang về đất nước của mình chiếc vương miện mới của Miss Universe năm 2019 trị giá 5 triệu đô la Mỹ. Á hậu 1 thuộc về đại diện Puerto Rico và đại diện Mexico đạt được danh hiệu Á hậu 2. South Africa is a passionate activist engaged in the fight against gender-based violence. This 26-year-old has a social media campaign devoted to changing the narrative around gender stereotypes. South Africa. Africa grew up in a rural village and had to leave school early because she couldn't afford the fees. Thanks to pageantry, she was given an opportunity to return to the classroom and earn her public relations diploma. South Africa. Cảm nhận của bạn như thế nào về những màn thể hiện của Hoàng Thùy tại Miss Universe năm 2019 và kết quả chung cuộc của đấu trường nhan sắc này trong năm nay? Hãy chia sẻ với mọi người ngay dưới phần bình luận của video này nhé! Và đừng quên nhấn subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV cũng như truy cập vào trang thông tin điện tử tuổitrẻviet.net.vn để theo dõi những thông tin mới nhất.